Thưa quý vị, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Về phía thành phố Đà Nẵng có ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Trung Trinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Ngô Xuân Thắng. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Theo đó, hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công tác vận động tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác thi đua được đẩy mạnh và gắn với thực tế tại cơ sở. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được thực hiện tốt. Toàn hệ thống đã nỗ lực hoàn thành và vượt 15 trên 17 chỉ tiêu của nghị quyết đại hội lần thứ 16 công đoàn thành phố những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.